Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Lá sắn và các tác dụng đối với sức khỏe. Củ sắn hay còn gọi là khoai mì được biết đến toàn thế giới như một nguồn thực phẩm, nhưng lá của cây cũng chứa đầy đủ chất dinh dưỡng mang lại lợi ích sức khỏe cho con người. Sắn là một loại cây sở hữu lượng calo đầy đủ, so với củ thì lá sắn có lợi hơn. Cùng với hương vị đặc biệt, nó cũng sở hữu nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau. Lá sắn chứa vitamin, protein, khoáng chất và axit amin thiết yếu. Protein có trong lá khoai mì giúp hình thành các tế bào cơ thể và cấu thành một hệ thống enzyme. Axit amin giúp phục hồi các vết thương trên da, giúp chúng ta có một trí nhớ rất là tốt, cải thiện sức khỏe của xương và hệ thống trao đổi chất của cơ thể. Dưới đây là các lợi ích mà lá sắn mang lại. Các tác dụng của lá sắn đối với sức khỏe. Thứ nhất là rất tốt cho bà bầu. Do sự hiện diện của hàm lượng sắt cao trong lá khoai mì sẽ giúp bà bầu tránh được tình trạng thiếu máu. Đối với những người dị ứng với các thành phần có trong lá khoai mì thì nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng để tránh các tác dụng phụ không đáng có xảy ra. Thứ hai, giúp điều trị các bệnh về thấp khớp. Lá sắn sở hữu một lượng magie cao giúp hạ huyết áp và loại bỏ nguy cơ mắc các bệnh thấp khớp. Nó dùng lá khoai mì bằng cách đun sôi 150g lá khoai mì, 15g củ gừng, một ít sả và muối. Hấp thụ thức uống này có thể ngăn ngừa các bệnh về thấp khớp. Thứ ba, chữa lành vết thương. Sự hiện diện của các chất dinh dưỡng khác nhau có trong lá khoai mì giúp chữa lành vết thương nhanh. Dùng một lượng nhỏ gel lô hội, thêm một ít lá sắn, nghiền nát và tạo thành một hỗn hợp sạch. Sau đó đặt lên vết thương có thể giúp hồi phục nhanh hơn. Thứ tư là tăng cường khả năng miễn dịch. Lá sắn chứa một lượng lớn vitamin C và folate giúp tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C giúp tiêu diệt vi khuẩn và virus. Lá khoai mì cũng giúp duy trì sức khỏe của xương. Chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Folate giúp tăng cường sản xuất tế bào bằng cách hỗ trợ vật liệu di truyền cho sự sống và tránh đột biến DNA. Lá sắn chứa một lượng chất xơ tốt, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn sinh học và do đó sẽ làm tăng khả năng miễn dịch và chất xơ, làm giảm táo bón. Thứ năm là duy trì sức khỏe tim mạch. Lá sắn chứa vitamin C, một chất chống oxy hóa tuyệt vời để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư. Tương tự như vậy thì vitamin B giúp duy trì sức sống và sự trao đổi chất. Beta-carotene, một chất chống oxy hóa mạnh, sẽ giúp ngăn ngừa ung thư và ngăn ngừa sửa chữa tổn thương DNA. Kali điều hòa nước và sức khỏe tim mạch. Phospho và canxi cho các mảng xương chắc khỏe, sắt và đồng cho bệnh thiếu máu, kẽm cho khả năng chống lại bệnh tật mạnh mẽ. Và nhìn chung thì lá sắn có khả năng về tác dụng tuyệt vời giúp cải thiện sức khỏe của con người. Bạn có thể trồng nó ở bất cứ nơi nào có đất, hoặc là các đất mùn hoặc là cát, thoát nước tốt và khí hậu ấm áp. Thì các bạn nên cân nhắc nó trong các thực đơn hàng ngày của bạn và đừng quên lạm dụng chất dinh dưỡng này quá nhiều thì sẽ không tốt cho sức khỏe ha các bạn. Và mình xin chia sẻ thêm với các bạn về các món ngon ăn từ rau sắn hay là lá khoai mì. Lá sắn được chế biến thành nhiều món như là xào với tép mỡ, muối chua, kết hợp với thịt rừng như là sóc và nai. Nhưng đơn giản và chế biến nhiều hơn cả là lá sắn xào. Lá sắn non được chọn đem về rửa sạch, loại bỏ cọng, chỉ lấy phần lá tươi.
Sau đó, bà con trải lá sắn ra một chiếc non đan bằng tre hoặc là mây lớn, thêm một ít muối vào và dùng một chiếc nia nhỏ để chà xát cho lá tơi thành những sợi mỏng. Và lá sắn lúc này đã được vò nhuyễn, cho vào xào, thêm một ít mỡ động vật hay là dầu ăn và một chút xíu muối, rồi đảo sơ cho vừa chín tới. Món lá sắn thường được dùng như món ăn khai vị nhẹ trong bữa ăn của đồng bào, vị thơm bùi pha lẫn chút cay nồng của tiêu rừng, của ớt tạo nên một phong vị riêng không lẫn của món ăn độc đáo này. Hiện nay thì rau lá sắn được bán ở trên toàn quốc, nên các bạn cứ muốn ăn cái món rau giản dị này có thể an tâm đặt hàng ở các địa điểm trên online, cũng bán rất là nhiều á các bạn. Và cái thành phần của nó thì có rau sắn tươi, nước và muối. Và các bạn bảo quản ở bên ngoài với nhiệt độ thường trong được 2 tuần, và để ngăn mát thì các bạn để trong 1 tháng ha. Nhưng mà khi các bạn ngon nhất là ăn ở nhiệt độ thường với một cái rau sắn tươi thì rất là tốt. Thường cái vị rau sắn này mình thấy là ở trên vùng cao các bạn, các vùng đồng bào thì ăn rất là nhiều. Và những người mà xa quê đều nhớ mãi cái hương vị dung dị, nồng đượm. Và những ai lần đầu thưởng thức món ăn này đều rất là ngon và sẽ nhớ mãi cái mùi vị này rất là đặc trưng. Nhưng mà đa số là cái rau sắn này nè, thì ở trên vùng đồng bào của mình á thì ăn nhiều ha các bạn, còn ở vùng miền Nam thì ít có ăn. Do đó là đây có thể là gọi là đặc sản của vùng cao, và nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn với các công dụng của nó, thì mình chia sẻ đến các bạn để các bạn cùng biết ha. Tại vì như mình là người miền Nam á, mình cũng ít có sử dụng cái lá khoai mì này. Hồi xưa giờ là chỉ ăn củ thôi, nhưng mà hôm nay thì mình được biết về cái lá khoai mì ăn rất là ngon, được chế biến nhiều món ăn khác nhau, rất là tốt. Và mình thấy cái lá khoai mì này, cái cọng của nó thường là màu đỏ nha các bạn. Ở vùng cao á thì ăn nó sẽ có nhiều chất dinh dưỡng hơn, tốt cho những người đang bị thiếu máu nè, giúp điều trị các cơn bệnh thấp khớp, chữa lành vết thương. Ngoài ra thì nó tăng cường hệ miễn dịch, bởi vì trong cái lá sắn á, nó có cái vitamin C giúp tiêu diệt cái vi khuẩn và virus và duy trì sức khỏe của xương rất là tốt. Và ngoài ra nó còn tốt cho cái sức khỏe tim mạch, bởi vì trong cái lá sắn á, có chứa một cái chất chống oxy hóa rất là tuyệt vời để ngăn ngừa, hỗ trợ cái bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư. Cái vitamin B sẽ giúp duy trì sức sống và tạo sự trao đổi chất rất là tốt ha các bạn. Do đó thì các bạn mà khi sử dụng cái lá sắn này á, thì mình ăn những cái lá sắn này trên vùng đồng bào, vùng cao á, thì nó sẽ rất là tốt nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ về công dụng của lá sắn hay là lá khoai mì. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.